Hey. Ủa, video mới nãy mới vừa nói thì đây là một cái tình trạng mà cái em Realme lúc 10 này nó hoạt động bình thường mà. Lúc mà tiếp nhận nó như thế nào vậy? Hả? Vậy? Ê, rút cuộc đâu là hả? Cái con này nó ở môi trường Việt Nam mà nó thông báo tiếng Hoa như thế này. Anh chưa có học tiếng Hoa mày. Mày làm ơn giúp giùm tao cái mày biết tiếng Hoa không? Mày giật tao coi coi. Rồi, thì tuy nó báo tiếng Hoa vậy thôi, tại vì nó là người bản nội địa. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ áp lên anh ơi. Nè, đây. Đó, áp tiếng Việt đàng hoàng nha. À hả? Áp tiếng Việt hết. Vui lòng kiểm tra khay nước sạch. Ý như vậy là sao? Đó là nó kêu, bây giờ nó kêu mình kiểm tra cái khay nước này. Thì cái khay nước này nó bình thường mà. Rồi. Nước còn mà. Khay nước bình thường, nhưng mà cái bên trong của nó, cái đằng sau của nó, bên trong của cái đống này nó không bình thường. À hả? Không bình thường. Ê, muốn hỏi cái vấn đề nghe nha. Là cái này á, có thể sửa chữa được hay không vậy? Hả? Cái lỗi này là cái lỗi mà thông báo, các bạn thông báo mà của nước sạch. Anh hỏi em, cái lỗi này sửa chữa được không? Nói tao nghe. Trời ơi, dễ thôi. Chắc không vậy? Chắc anh. Đó. Thử lại nha. Vậy là nó đang hoạt động bình thường mà mày làm gì nó vậy? Ờ, anh quên em làm ở đâu rồi. Em làm ở đâu rồi hay không mà. Em làm kỹ thuật nữa. À đồ, ê khoan xíu đi. Mày làm gì sửa nhanh vậy, mày kể cho tao nghe coi được không? Rồi, đây. Anh qua đây. Làm như rằng là hôm nay có đầu tư đèn chiếu sáng hả chị ta? Rồi, bên đây hướng sáng thiệt. Rồi, giải thích cho anh coi coi. Mới nãy mày sửa chỗ nào? Rồi, hả? Bây giờ em phân tích một chút nguyên lý của cái này nha. Của con này nha. Ê, khoan xíu đây. Hình như tao nhớ đâu là phân tích nguyên lý về cái con này. Mình đã có một cái video quay về cái Dock em Realme Dock 10 này rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì trong lần đó mình có nói chưa ta? Có anh. Nhưng mà mình nói chưa có kỹ về cái nguyên lý của nó lắm. Ờ, à, hả? Thì lần này em sẽ nói lại một xíu. Rồi. Thì sau khi á robot nó về cái dock này, nó chui cái dock, thì trên cái mặt này, con em này nè sẽ nhận diện là robot nó đã về tới. Con này ha, con đúng này rồi, ha. Đúng rồi, con này. Ê, đụng được mày. Không đụng được nha anh. Con này nó đang có điện nha. Ờ rồi, sao? Rồi, con này sau khi nó nhận biết robot đã về tới, nó sẽ cấp một cái, nó sẽ cho dock vô tiến trình là giặt giẻ. Rồi, nó sẽ cấp một cái lệnh vô cái này. Đây. Cái con này nè. Cái con này là con gì? Đây, cái con này là cái van từ để đóng kính nắp xuống, một cái đường nước xuống. Đây, cái đường nước nè, cái đường nước sạch đây. Nó xuống, nó qua đây. Thì cái van này á, nó đóng vai trò là nó đóng kính nắp xuống lại trên cái đường ống nước sạch này. Thì motor nó bơm nước á, nó mới kéo nước xuống được. Khoan, cái này là cái rờ le hả? Đúng rồi, hay còn gọi là cái van từ. Cái van từ, van từ trường á. Rồi. Thì sau khi nó đóng thì nó sẽ có một cái tiếng tắt. Mình hay nghe cái tiếng đó. Đó, còn Khoan, mới đúng rồi, ở trên đầu video anh cũng vẫn nghe có cái tiếng tắt một cái. Dạ, đúng rồi. Là cái này đó hả? Dạ, đúng rồi. Thì cái này nó đóng vai trò là giúp cho nước nó bơm xuống, nó đi xuống đây, nó giặt đây dễ. Gì? Giả sử như mà cái thông báo lỗi hồi nãy, cái ngăn nước sạch
nó vẫn còn nước mà nó vẫn báo rằng là ha, đang thiếu nước sạch. Thì rốt cuộc đâu không lẽ là mình sửa đây thôi hay sao? Nếu mà không nghe tiếng tách đó, thì cái này hư hả? Dạ thì mình trước tiên mình phải kiểm tra cái này đầu tiên. Đây, mình phải kiểm tra cái này đầu tiên nha. Rồi. Rồi, mình thử mình xem là nó có cái tiếng tắt là cái tiếng mà nó đã kích hoạt chưa? Nó đã đóng lại chưa? Rồi. Rồi. Anh hiểu. Thì bằng cách á, nếu mà nó không đóng á mà mình muốn biết là nó có phải do chính nó không thì mình có thể mình lấy một cái đồ mình kéo cái đường ống ra. Mình bóp cái đường ống này lại, mình bóp cái đường kính hơi này lại nè, cái đường thông hơi của nó nè, mình bóp lại. Anh nhớ video đầu tiên là cái đường này sẽ đường mà tạo kính áp suất lại. Đây mình kéo ra như thế này phải không? Đâu? Ờ, mình kéo mình lấy một cái cây mình lặn mình lườn vô, mình bóp, mình kéo ống ra mình bóp lại. Bóp dẹp ống lại. Ờ, mình làm như thế này để mà ha, đây là một cái môi trường kính áp suất hoàn toàn. Dạ đúng rồi. Vậy khi mà cái motor này nó hoạt động á, nó sẽ ha, kéo cái đường nước qua từ đây nè. Thì cái ngang này phải đi qua cái chữ D này. Mà mình đã khóa này lại rồi, đó là điều kiện đầu tiên, nghe tiếng tách. Dạ đúng rồi. Rồi, sau khi cái nắp tuyết thì nước nó mới đủ lực của cái cụm bơm nước này nó mới kéo xuống đây, nó đi xuống ở dưới. Ê, rốt cuộc đâu cái lỗi này nó sửa đơn giản vậy hả mày? Dạ đúng rồi, nhưng mà có một số trường hợp á, ở nhà khách á, em thấy một số trường hợp á, là khi sau khi nó đã đóng cái tắt rồi. Ừ. Nhưng mà áp suất vẫn không có, áp suất vẫn không có kính được. Áp suất vẫn không có kính được luôn nha. Có điều đó xảy ra nữa ha. Vậy lúc đầu khi gặp điều đó mình sẽ hướng xử lý như thế nào? Mình xử lý là mình sẽ test cái đi, có phải chính là mở cái này không, có phải chính nó là mở cái van này nó bị hở rồi, mặc dù nó đã đóng cái tắt rồi nhưng mà nó lại không kính áp suất. Mình có thể dùng như hồi nãy mà em nói là có thể dùng đồ. Ê mày, đây là video mà các anh thợ có thể coi được rõ ràng đi, thì cái phần này các anh em thợ có thể đo được không? Dạ có thể nha. Thì mình dặn đồng hồ đo ôm đo chạm thì mình có thể đo được cái chỉ số nội trở của cái này. Nó như là một cuộn dây thôi, nó như là một cuộn dây à. Rồi, nó như cuộn dây vậy là tao đo thông thôi được rồi chứ. Dạ, đúng rồi, đo thông à, nó tầm mười mấy ôm á. Vậy các anh em thợ mình có thể kiểm tra được cái bộ phận này rồi, cái bộ phận lệnh mở của cái này rồi. Còn quý khách hàng á, ở trong cái tình trạng mà lỗi khi mà thông báo của hộp nước sạch, mặc dù đang chứa đầy ở đây và nó cũng cứ vẫn cái thông báo lỗi là cái thông báo lỗi chưa, cái hộp nước sạch nó đang thiếu nước đúng không? Dạ đúng rồi. Mình cứ bấm vào đây một cái, hay là kiếm cái vật thể gì đó bấm vô một cái để làm sao mà cho coi như là cái chữ D này nó bị cái ngón tay của mình á, mình đè xuống cái chữ D ở đây, bị ngón tay mình đè xuống cái tạo một môi trường kính hoàn toàn để có thể khi mà motor này nó bơm cái này thì nước từ trên đây này nó kéo lên đây. Các bạn thấy không, đây là một cái môi trường kính thì nước sẽ đi xuống qua đường này, cảm biến dòng chảy kéo lên cái phần bo này. Đụng. Ê, anh mới đụng nó có sao dạ không? Dạ không sao anh. Tại vì nó cái bo này đã được phủ keo chống nước sơ rồi. Nhưng mà kỹ là không nên đụng chạm vô nha. May quá chứ được không, anh lương của anh có đủ đền này không vậy trời? Trời ơi quá. Đây sẽ là một cái video mà có thể hướng dẫn được cho khách hàng có thể xử lý ở tại nhà, và các anh em kỹ thuật cũng sẽ hiểu được một phần. Vì sao hộp nước nó vẫn đầy nhưng mà em Rimi W10 này lại thông báo rằng là hộp nước nó đang thiếu nước nha. Thì hiện tại video này đang được quay tại Lab 3D House. Quý khách hàng nè, hay là các anh em kỹ thuật mà đang ở trong cái quá trình sửa chữa robot hút bụi, các bạn khi mà gặp cái tình trạng lỗi á, không hiểu á, và cái quý khách hàng á mà gặp tình trạng lỗi tương tự không hiểu, có thể bình luận ở phía dưới thì Sang và bạn kỹ thuật Ân sẽ cùng nhau quay những cái video mà có thể giải thích được coi rằng là nguyên nhân của tình trạng lỗi cũng như rằng là quá trình để mà sửa chữa một cái em robot hút bụi, cái nguyên lý hoạt động nó như thế nào nha quý khách hàng và các đam kỹ thuật nha. Hiện tại Lab 3D House đang có hai cơ sở. Thứ nhất là ở Hồ Chí Minh, các bạn có thể liên hệ được với số hotline là 0708096600. Ở khu vực Hà Nội, các bạn có thể liên hệ với lại số điện thoại hotline là 0708096611 nha. Ê, bạn Ân ơi, xin chào quý vị khán giả nha. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều.